Zombie Apocalypse. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Vọc TV ngày hôm nay. Và chúng ta đang ở ngày thứ 25 trong series Mỗi ngày một bài toán lớp 6. Và đương nhiên chúng ta vẫn tiếp tục với kiến thức về phép toán số tự nhiên và dãy cộng. Với các công thức chúng ta sẽ sử dụng là an bằng a1 cộng với n trừ 1 nhân d, và tổng các số là số hạng đầu cộng số hạng cuối nhân số số hạng chia 2, và số số hạng bằng số hạng cuối trừ số hạng đầu chia khoảng cách cộng 1. Ở bài ngày hôm nay thì tương tự như đối với bài ngày thứ 24 thì chúng ta sẽ tìm số hạng thứ 50 của dãy số, và sẽ không đơn giản như đối với bài ngày 24 nữa, mà chúng ta sẽ làm một bài tương đối phức tạp hơn một tí tẹo thôi nhá, cũng không quá khó đâu, chúng ta chỉ cần tư duy một chút thôi là sẽ ra được. Nội dung của bài ngày 24 thì như sau này các bạn, đó chính là tính số hạng thứ 50 của dãy là 1 × 4, 4 × 7 và 7 × 10. Thế thì tương tự như đối với các bài trước thì chúng ta phải tìm được quy luật, đúng không nào? Thế thì 1 × 4, đó, 4 × 7, 17 × 10. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ là được bao nhiêu nhỉ? 10 nhân cách nhau đa 3 đơn vị là 13, rồi đến 13 nhân 16, đúng không nào? Thế thì bây giờ là quy luật là cứ số cuối của thằng này thì lại là số đầu của thằng tiếp theo, đúng không? Thế thì biểu thị như thế nào bây giờ các bạn nhỉ? Như vậy là các số cũng đều có khoảng cách nhau là 3 đơn vị. Thế thì chúng ta sẽ có được là nếu đây là số hạng thứ nhất nhá. Với giả sử như số hạng thứ nhất thì mình gọi là n bằng 1 đi. Đây n bằng 2 đi. Đây n bằng 3 đi. Đây n bằng 4 đi. Và chúng ta cần tìm nó chính là số hạng thứ n cơ. Đúng không? Thì sẽ công thức là gì chẳng hạn. Đó. Thế thì phân tích ra là 1 nhân 4 thì sẽ là 1 nhân với cả là 1 cộng 3 đi. Được không nào? Tiếp tục thì 4 thì sẽ là 1 cộng 3 nhân với cả là cộng thêm 3 nữa, 4 cộng 3 là 7, đúng không? Thì như vậy là có lẽ là mình sẽ viết theo kiểu này đi cho các bạn dễ nhìn nhá. Là 4 bằng 4 cộng 3, đúng không? 7 và 7 cộng 3. Tiếp theo là 10 là 10 cộng 3. Tương tự như vậy thì các bạn có thể viết tiếp là 13 bằng 13 cộng 3, đúng không? Thế quy luật là gì? Thế thì mình sẽ phải biểu thị 4 này bằng 1 cộng 3 bởi vì gối đầu nhau mà. Đây này. Nghĩa là cứ liên tục như thế này, đúng không? Đúng không nào? Thì như vậy là ở đây dòng thứ hai thì mình sẽ tách thành 1 cộng 3. 4 thì mình tách thành 1 cộng 3 cộng 3. Đúng chưa? Tiếp theo nữa là 1 cộng 3 cộng 3 nhân với cả 1 cộng 3 cộng 3 xong rồi cộng với 3. Được chưa nào? Thế thì quy luật các bạn đã đoán được chưa? 1 cộng 3 cộng 4 lần số 3 cơ. Thằng này sẽ là mấy lần số 3? 3 lần rồi. Thì đây sẽ là 4 lần đúng không? Rồi. Thế thì có lẽ là các bạn sẽ đoán được quy luật rồi. Cái thằng đầu tiên nhá. Thì đây là có mấy số 3 này? 1 số 3 và số 2 số 3, 2 số 3 và 3 số 3, 3 số 3 và 4 số 3. Thì dự đoán ở đây sẽ là bao nhiêu? Là 1 cộng với cả 3 nhân cả, đây là 3 số 3, đây 4 số 3 thì là 4 số 3 đúng không? 3 nhân 4 đúng không? 4 nhân 3. Rồi. Phải là 3 nhân 4 thì đúng hơn. 3 nhân 4, được chưa? Nhân với cả 1 cộng với cả 3 nhân 5. Đúng không? Thì như vậy là đây là n. Thì đây là n trừ 1, còn đây là n, đúng chưa? Thì như vậy là các bạn sẽ đoán được công thức tổng quát là gì nào? Công thức tổng quát sẽ là 1 cộng với cả là 3 nhân n trừ 1, đúng chưa? Sau đó được tất cả là 1 cộng với 3 nhân n. Đúng không? Và sau đó chúng ta chỉ cần thay số hạng thứ 50 vào thôi. Như vậy là mình cùng các bạn đã vừa tìm xong quy luật rồi. Chúng ta cùng đến với lời giải. Đúng không? Ta có. Ta có là với n bằng 1 thì
Với n bằng 1 bỏ chúng ta có đi. Với n bằng 1 thì 1 nhân 4 sẽ bằng là 1 nhân với cả 1 cộng 3. Được chưa? Tiếp theo là với n bằng 2 thì 4 nhân 7 sẽ bằng là 1 cộng 3 nhân với là 1 cộng 3 cộng 3. Đúng không? Thì sẽ bằng là thôi mình cứ để thế đi. Với n bằng 3 thì 7 nhân 10 thì sẽ bằng là 1 cộng 3 cộng 3 nhân với là 1 cộng 3 cộng 3 cộng 3. Đúng chưa? Thì như vậy là chấm 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 với n thì chúng ta sẽ thu được là gì nhỉ các bạn? Công thức ở đây nó sẽ là 1 cộng với 3 nhân với cả n trừ 1, đúng không? Có lẽ là ở đây mình phải để ngoặc vuông. Được chưa nào? Nhân với đây vẫn là ngoặc tròn sẽ là 1 cộng với 3n. Được chưa? Thế như vậy là các bạn tưởng chừng như không có liên quan gì đến dãy cộng, nhưng mà khi hình thành công thức thì chúng ta đã sử dụng dãy cộng ở đấy. Đúng chưa nào? Thế thì như vậy là chúng ta đã tìm được rồi. Vậy là từ công thức trên với n bằng 50 10 ta có này. Ta có là áp dụng công thức thôi. Đúng không nào? 1 cộng với 3 nhân với 50 trừ 1 nhân tới tiếp là 1 cộng 3 nhân 50. Và các bạn sẽ bấm máy tính thu được kết quả là bằng 148 nhân với cả 151 bằng với 22.348. Được chưa nào? Như vậy là bài ngày hôm nay mình đã hướng dẫn xong. Hy vọng đối với kiến thức dãy cộng thì các bạn có thể làm được thêm rất nhiều bài tập. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe mình nhé. Bye bye!